mến chào quý cô chú, anh chị, các nhà đầu tư. Hôm nay em review hai lô liền kề cách tỉnh lộ 85A 50m. Đây là hướng camera, là hướng về ngã tư Gia Bảo đó cô chú anh chị. Từ đây tới ngã tư Gia Bảo 100m. Tới ngã tư cô chú anh chị cứ rẽ tay phải là mình về thị trấn Cần Đước là 10km. Mình rẽ tay trái là về thành phố Hồ Chí Minh, đi thẳng là về trung tâm thị trấn Cần Giuộc cô chú anh chị. Còn hướng ngược lại mình về trung tâm của Mỹ Lộc nha cô chú anh chị. Đây, mình cứ đi thẳng nè, đi thẳng 1km nữa rồi về ngay trung tâm của Mỹ Lộc nha. Xung quanh này là nhà dân sinh sống rất là đông cô chú anh chị. Vị trí đất cách tỉnh lộ 85A là 50m. Là hẻm vô tới vị trí đất nha, là hẻm Ba Gác cô chú anh chị. Đây là con hẻm nè. Khu vực này mua bán kinh doanh đa ngành nghề cô chú anh chị. Rồi giờ xin mời cô chú anh chị theo chân em review vào hai lô đất liền kề nha. Đất thổ cư thị trấn Cần Giuộc, đất ở tại đô thị. Đây là hẻm xe Ba Gác cô chú anh chị. Từ tỉnh lộ 85A vô tới đất là 50m nha. Hai lô đất liền kề, khu vực đông dân cư, gần chợ, trường học, Bách Hóa Xanh, siêu thị, gần tỉnh lộ 85A 50m, gần ngã tư Gia Bảo, gần trung tâm của Mỹ Lộc, khu vực đông dân cư, đất nền cao gáo, hai lô liền kề, một lô 100m² và một lô 106m². Xung quanh đất là đã bao hàng rào tường xây kiên cố của chú anh chị. Đất thổ sổ hồng riêng, thị trấn Cần Giuộc, xây dựng tự do. Quý vị nào muốn sở hữu hai lô liền kề xin liên hệ số điện thoại trên màn hình. Khu vực đông dân cư, đường xe Ba Gác vào tới đất. Quý vị nào muốn sở hữu hai lô liền kề xin liên hệ số điện thoại trên màn hình. Em xin kết thúc video. Cảm ơn tất cả cô chú anh chị gần xa trong nước và ngoài nước luôn theo dõi ủng hộ kênh. Quý vị nào chưa đăng ký kênh nhớ đừng quên đăng ký để nhận thông báo video tiếp theo cũng như là giá cả thị trường bất động sản Cần Giuộc, Long An. Em xin chào, hẹn gặp lại video tiếp theo.